Vâng, chào các bạn. Hôm nay bonsai linh vực lại xuống thăm vườn của em An ở Hữu Bằng Thạch Thất. Và đồng hành cùng với bonsai linh vực hôm nay là có em An sẽ đi chia sẻ cùng với quý vị yêu cây tất cả những cái sản phẩm ở vườn của em An và cùng báo giá để anh em tham khảo giá trên thị trường sẽ hiện tại là cây đắt hay cây rẻ, cây lên hay cây xuống và tình hình những cây giá trị nó ra làm sao thì quý vị chúng ta cùng tham quan theo dõi. Xin À, chào em An nhé. em chào anh Vượng nhá. Em chào tất cả các bác đang xem kênh. Hôm nay em có chỉnh sửa một số cây để mà chia sẻ và giao lưu với các bác nhé. Thì em sẽ báo giá một số cây cho các bác ở nhà có thể tham khảo được, gọi là cái giá thị trường. Theo quan điểm cá nhân em thì tại vì em mua bán hàng ngày nên là nó cũng khá Cái là giá nó sát sát thực đúng không? và Nó khá sát. là sát giá ấy. Đấy, như một cái cây này thì em nuôi cũng chắc cũng được hơn 2 năm rồi anh ạ. Được Một cái tay 1, tay 2 ngón đanh rồi đúng không? vàng cổ ngọn kia bông còn đủ hết rồi anh. Đấy, một hai tính là ba bốn và cái cổ ngọn chốt ở đấy là xong rồi. À nên là chốt của ngọn là xong đúng không? Chốt của ngọn trong vé quả phúc nữa là Rồi quả ok phục nữa này. là xong. Mà cái cây thì là dữ liệu hôm hòm gần như là ổn định rồi. Cây thì rất là già. Rồi thì cái nhìn cái tuổi khá là cao đấy anh ạ. Tay cành cắt giật rụt rịt. Vâng. Chuẩn bị thân hủ là sạch sẽ. Nói chung đồ nó sạch. Giá của nó là hiện tại em đang bán khoảng là 160 triệu. À, giao lưu 160 triệu. Vâng. Thì Em cái nghĩ này thì anh là em nào mà cứ hợp nhãn ưng mắt cái nào thì vào việc thôi, cứ điện thoại trực tiếp cho em An. vâng, cái giá cả này thì em cũng cứ báo để mà các bác tham khảo. Bác nào mà thực sự mà cảm nhận thích thì có thể alo hoặc là kết bạn Zalo để mà em bàn bạc tiếp về cái giá. À, tóm lại cũng Vâng. có chút thương lượng đúng không? Vâng. Ừ. Đấy gọi là cứ báo giá, còn anh em cứ alo trực tiếp để thương lượng. Anh xem cái cây này thì em thấy cái độ già đó này. Bắt đầu nó đang chảy sệ sun anh ạ. Đây, dưới này đang sệ tợn này, tổng này. Vâng. Đây, úi xuồi, đấy. Nhắn như da voi rồi. Bắt Lòng da dày này. đầu vào lúc làm sườn này thì nó già hơn là cái lúc mà nuôi thả rồng anh ạ. Cắt nó khô lại, khô Vâng. cây. Rồi chúng ta lại sang tham quan một cây thứ hai. Vâng. Cái này thì nó cũng gọi là như em thì cũng thấy là tương đối hoàn thiện rồi anh ạ. Tất cả những cái vị trí chia bồm, chia tay đều đang làm bồm làm dầm rồi anh ạ. À, mà nó rụt rịt từng đến từng cái sườn anh nhé. Cái bồm rồi. Làm kỹ đấy. Vâng. Thế này là chắc là đến tầm tầm cuối năm thì em xuống lá, tại vì để thế này thì nhìn nó hơi khó nhưng mà chắc là vẫn nhìn được cái Để giá ấy. lấy cho anh, để lấy cho anh. Vâng. Thế rồi nhìn nó già trắng như vôi này, già tiếp. Cái này kết mỗi cái là ngoài độ đẹp nó còn già quá quý. Để cái chất liệu quý này. Đấy. Con này già ghê nhỉ. Cứ nói con này thì cực kỳ già. Con này được cái là cái tuổi rất là cao anh ạ, Trắng như vôi. mà nó phàm dáng nó được. Anh em nào mà chơi cái đồ chật chất mà kỹ kỹ tí thì lại rất yêu thích cái con này này. Vâng. Đường chạy tay tiếp nó quăng quật cũng đẹp. Em xoay tí đi để cho xem cái tay này. Đấy, cái độ quăng quật của tay làm cắt giật. Mặt bên kia trắng tinh nhỉ. Vâng. Nói chung là về cái tuổi thì cái con này nó tương đối con số má ở cái vườn này anh ạ. Đúng rồi. Nó có thể là già nhất nhì cái vườn này. Nhìn cái con này là phê đấy. Vâng. Quá phê. Quan trọng là như con này em đang báo là 160 triệu nhé. 160 triệu. Vâng. Hợp lý quá.
Thì cái đồ già như thế này này, này trắng như vôi, khô cây. Nói chung là anh em nào có thuốc thì cứ phải đứng xa cái này ra, không cháy ngay. Nói chung là cái con này thì em nghĩ là nó sắp được mang ra sân chơi rồi anh ạ. Ừ. Này nhìn thế là rồi, nhưng mà đè khoảng độ 2-3 lần nữa là ok, là hoàn thiện rồi anh. Nó dày dám dần rồi đấy. Vâng. Tất cả những cái vị trí chìa rồi thì bây giờ nó thành bồm hết rồi mà. Chỉ có là nó đang hơi ít dầm thôi. Ừ. Mới đấy. Cắt cho 1-2 đợt nữa nó dày lên. Vâng. Rồi chúng ta lại sang cây tiếp theo. Cây này em đang bán với giá là 160 nhá. Rồi, an toàn cây già nhỉ, đợt này thế nào mà khiếp không? An nuôi thế nào mà đợt này toàn cây, phải nói là đồ già nuôi nó sộ sệ nhanh thật đấy. Không ngờ đấy, hôm nay nọc ra này. Ui xồi. Nói chung là cái cây này cũng là một trong những cái cây mà em rất là tầm đắc. Thứ nhất là nó không đóng ghép. Nhìn này. Và nguyên bản. Ừ. Thứ hai là cái độ sụn xịn của nó. Đấy, anh nhìn cái độ u sụn này, cơ địa và tố chất già này. Chúng con này là già dày, già thực sự đấy. Đó, nó còn già. Con này nó là một cái thủ anh ạ. Anh nhìn qua cái phần móng của nó nha. Ừ. Nó chảy rất là đều. Nhưng mà nói chung là con này thì em nhìn nhận là theo em thì em thấy là nó được nhiều khía cạnh. Em đứng sau cây cho mọi người quan sát cây to cây nhỏ làm sao thì nó dễ hình dung. Đấy. Cái chỗ này là chỗ khoảng tầm 80-60 anh ạ. Ừ. Đấy, ba cái phần ngoài đây là nó xem xem với nhau. Tương đồng như nhau đấy. Được. Đấy. Con này báo giá 160 nhỉ? Ba con này đều đồng giá là 160 triệu ấy. Ừ. Úi xồi, ôi đúng là đồ già. Cái này trắng như vôi nhỉ. Anh phải quay thâu kính nhỉ. Nó chìa nó như kiểu là năm vai xung quanh thân, một thân ở giữa này. Ừ. Nhưng mà nó đều và nó nạc. Lạc nó như rồi. Một cái cục thịt nạc mà nó lại da nó lại sụn anh ạ. Cái này lùi sau xù biến ghê lại nhăn nheo. Vâng. Chun chuẩn rồi này. Con này trắng hết nhỉ. Mà nói chung là con này thì cũng nó đang vào chế độ làm sườn hết rồi anh, quả phúc rồi. Tất cả chia cũng đã đủ hết rồi. Ừ. Bây giờ tức là như ba cái này của em thì nó đều đang ở cái chế độ mà gọi là sắp hoàn thiện rồi. Sắp hoàn thiện tầm được 80% rồi nhỉ. Ừ. 80-85% rồi. Kể cả những người không biết làm cời thì cũng không cần phải tư duy quá nhiều mà chỉ cứ nuôi dồn lên xong và cắt đè bồm thôi. Đấy. Đẹp quá. Quả phúc quá thứ này, quả này từ trên nó xong xuất hết xuống rồi. Ừ. Vừa được tem bạc lại vừa được tem đồng. Cũng 160 triệu. Vâng. Ừ. Rồi chúng ta lại sang một cây tiếp theo. Đấy, quý vị xem thấy toàn những cây đẹp này giá hợp lý. Em ăn thì em ý mua bán thường xuyên và liên tục. Cái này thì là cái cây mà em nuôi chắc cũng khoảng gần 4 năm rồi. Em xoay xoay theo phía trước là tranh ạ. À là hơi chạm. Được anh. Anh nhìn cái cốt chỗ đó này. Đấy cũng hùng chứ không phải chặt xong chỉnh sửa. Ừ, qua cái BB của nó gần như nó ở trong chỗ là quá nó đặc rồi. Ừ. Thì bắt đầu phải cắt xong mà bẻ cho nó theo cái móng theo ý mình nhỉ. Cái này em tự làm tự bẻ nè, ý tưởng à? Vâng, cái này thì có gì đâu anh, tại vì em cũng làm thường xuyên ở nhà. Bữa anh vào vườn mới chăm cây, cứ ngày nào làm nó quen. Ừ. Cái này thì em nhìn qua thì được cái tuổi nó tương đối đây. Chuẩn bị cây khỏe nha. Mà anh nhìn những cái cổ ngọn này cắt chuyển. Đó em nuôi 4 năm mà nuôi từ đời này. Mà cũng bao nhiêu nhạt cắt giật thì nhỉ? Rụt rịt lắm mà từ những cái tay này. Đấy, hôm rồi đấy đang chỉnh sửa lại vào cái nhát cuối cùng rồi. Đang đi vào những cái bước hoàn thiện hết. Những cái này hôm trước là nó chìa sườn hết rồi nhưng mà cái đường chạy nó bị trùng quá thì em lại cắt chuyển lại hết rồi. Chắc đối xứng. Ừ, cho nó ấy. Ừ. Anh nhìn cái cổ ngọn này. Lắc trước bao lắc sau. Bao nhiêu cắt nhỉ? Vâng. Toàn nhà cắt nó chuyển. Ừ. Phải uốn thế đâu.
Anh nhờ nó khóa hết lại những cái đấy rồi. Đấy, hôm nay em đục cái dễ này, đục cái phần này thôi nó, anh tưởng tượng nó cứ đặt nó xịt vào nhau, vừa đục cái nó có những cái nhẹ nhàng nó gần này tạo thành cái đường chạy mạch lạc, mà để nó bết nó thanh tản. Còn này thì... đi xuống lại, xuống lại. Ui, có cái đâu cầu lối bên kia đẹp đấy nhỉ. Vâng. Đây được, toàn đồ già. Đây là đồ này, đồ thay nhìn máu nhìn cho vườn. Từ là ngoái năm nay anh xuống thấy gần như thấy máu mạnh này. Cái này thì đồ già, đồ chất chất. Cái này em đang giao lưu là 86 triệu. Ờ, giá hợp lý nhỉ. Yeah. 86 triệu. Cái này thì nó là chậu khoảng 90 mà khoảng 4 người bề anh nha. Em đứng sang sau, em đứng sang sau. Cái nặng hết rồi. Nói chung mà để làm được những cây này thì đấy, cái cổ ngoại bên đây này cắt đi cắt lại mấy lần mà mới bắt đầu cái tim để ra hướng lên đi đó. Và những cái này nếu mà xuống lá hoàn toàn ấy, thì nó bị chột anh ạ. Nên là mình cắt mà mình để lá như này thì nó khỏe cây hơn, nó khỏe, nó đời mầm nhanh hơn. Chắc tháng 10, tháng 11 này em cho nó chọc hết xong rồi. À, thì được thêm một đợt nọc lửa đúng không? Đúng rồi. Tức là nó lại dày dằm thêm. Nó dày hơn. Đấy, thực ra làm cây đây mình cũng phải cắn được thì nó nhanh hơn. Ừ, gọi là dục tốc bắt lạc. Cứ từ từ mà làm cho nó cây nó xịn sò. Cây cảnh nó vậy. Không vội được. Cây này cũng là một cây mà nghe đây là mới mới nhỉ? Nó là cây cũ rồi nhưng mà kỳ đá thêm hả? Không, mới chỉnh sửa lại. Nó thì đấy, như những cái đường sườn này anh nhìn này, em coi em làm cũng không biết đẹp số nào, nhưng mà cái công sức em bỏ ra là lúc nào nó cứ xích rắc những cái đường chạy này. Nó mà thẳng này em lại cắt rụt lại để chạy lại này. Đấy, làm thế mới đẹp. Nhìn nó dễ nhìn. Những cái nơi là toàn bộ là chìa sườn hết xong lại chốt lại này. Em cứ đứng bên này. Thế anh xem bên này. Đúng là đợt này mùa nắng mùa thu gắn em bắt đầu cây cối nó bắt đầu chuyển sang nhìn nó khô nhỉ. Wow. Khoái thật đấy. Mà những cây già thế được chứ còn những cây non xanh lè. Nói chung là sáng. Những cây mà nó già nó dày, mà thứ hai đó là cây nó phơi nắng quen rồi. Còn không quen phơi nó vẫn cháy này. Đúng rồi. Đấy, nó không phải nó là nó thích nghi rồi đấy. Đầy mãi nó quen. Mình phơi già lắm. Đấy, nộp cột hết. Nói chung làm cười là phải có thời gian này nhỉ. Có thời gian nó mới đẹp được. Như cái này thì giao lưu bao nhiêu em? Cái này em đang bán khoảng tầm 86 triệu nhé. À đấy, cũng chỉ mấy chục thì chưa đến 100 triệu. À, tức là hai cây vừa rồi là hai cây tầm giá 80, nhưng mà hai cây đều già đẹp. Ừ, cái này thì nó là ở cái chỗ 1 mét đấy. Cái này chắc 4 người chứ chắc là ăn ở nó đâu. Khiêng to đấy. To đấy. Cái này 4 người khiêng cân nặng. Cái này thì nó là một cái dòng cái cây lầm thòn này nhỉ. Nhưng mà cái thòn đó thì nó cũng gọi là rời mà cũng gọi là quái. Mà tuổi cũng được, tròn được anh ạ. Cái này nhìn quen quen nhỉ. Vâng, trước của anh Tùng, của chú Mạnh ấy. À, này có Mạnh đúng không? Vâng. Thường hình như lại sang một đòn bên nhà anh nhỉ? Anh Tiến phải không nhỉ? Thế em không biết nhưng mà... Tự nhiên Tiến sẽ sang bên nhà Mạnh thế nào? Đấy, anh nhìn cái này thì em cũng theo phương pháp cắt chuyển nhiều lắm này. Đấy. Với cái con này già khô thích. Vâng. Quan trọng là nằm thòn này nó cũng khá là quái đấy. Trên thị trường thòn trực nó cũng khó chịu nhỉ. Và trên thị trường là gặp cái như cái cây này là cũng khó đấy anh ạ. Kiểu con này mà ông nào mà về mà làm cho lên đá cao cao tí thì là đẹp đấy. Và em đang tư duy làm cho nó tương đối cái khung, cái bắt đầu lên đá thì vừa. Em xoay đi, xoay cho một vòng đi. Con này lên đá nó là quá ok, đẹp. Rồi.
Đấy, chỗ này góc này đẹp. Có cái này mà tự quận trực. Thời này thì thực tế là mình nhìn thực tế nó mới dễ nhìn. Bởi vì nó chiều nó bị xồ quá nên nó dòng cột kèo. Vâng. Soi được bên nọ này, xấu bên kia. Vâng. Cái này được, già khổ. Có này bao nhiêu đây? Hôm nay em đang giao lưu khoảng tầm 83 triệu nhé. 83 triệu. Vâng. Tất cả những cái giá này thì em cứ báo để tham khảo. Bác nào yêu thích thì có thể qua vườn để ngắm nhé. Đường chạy rất hay. Rồi anh em nào mà yêu thích cây nào thì cứ trực tiếp điện cho em An qua số điện thoại bonsai Linh Vượng đặt ở trên màn hình. Thế cuối cùng thì bonsai Linh Vượng cũng xin được kết thúc video này. Cho em một cái cây đấy anh. Thế cuối cùng bonsai Linh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.